Có đâu khó thì nó dễ mà. Nhiều đất dữ à. Thật rồi. Ủa được rồi. Chết. Đất mà ăn là khủng như lắm. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình vừa làm một cái clip đúng trend nha mấy bạn. Đây, sản phẩm đúng trend vẫn còn nha mấy bạn. Cái này mình suy nghĩ ra một ý tưởng đó là cho an toàn bằng những đồng tiền vàng như nè, mấy bạn thấy chưa? Hiện tại là bây giờ là anh Toàn đang ngủ. Mình sẽ thiết kế một màn trên mới dành cho anh Toàn bằng những đồng tiền vàng này, lấp lánh nè, đẹp không? Quá đẹp xuất sắc. Các bạn muốn màn trên đó là gì không? Đi theo chân mình sẽ biết thôi. Let's go. Bây giờ mình sẽ tiến hành tiếp tục thay lon như vậy. À quên đó, hồi nãy mình sợ sô cô la không đủ nên mình sẽ mua thêm bánh Oreo nữa vậy. Nó có màu nâu giống như đất vậy đó. Thực ra cái phần bánh Oreo này là không kem là còn không biết cái này. Đây chưa à? Chuyên nghiệp chưa à? Các bạn đã đón xem được mình xin cho anh cộng được chưa à? Không dở mình trước nữa. Mình sẽ nhìn cái này không có mình đắp cho em. Hay da cái này cũng giống như mà lâu quá vậy, cái mình đang xem tố này. A few moments later. Kể cho nghĩ đi. Còn bánh. Mình làm xong rồi mà anh Toàn trước sao vậy? Giờ dạ, cho nó kiểu thích cho được. Kiểm tra anh Toàn ngủ rồi. Bây giờ ông ngủ rồi nha bạn, ngủ say mê luôn. Trời, bắt vào gió đồ nữa, sướng như ta. Giờ này mình phải nhức óc suy nghĩ cho nó mà ông nằm ngủ vậy sướng không? Bây giờ thì sao ta? Khiến nốt đặt máy thôi. Ok, bây giờ đặt máy xong rồi. Bây giờ mình sẽ đi ra cho anh Toàn. Chỉ cho mình cả anh sẽ cay này nha bạn. Vô nè. Vô tới đây. Anh ơi, anh thức dậy anh chỉ em này coi. Như vậy thôi. Đi em là vô chỉ em này coi. Ngủ cũng quá vậy. Phải tối ngủ cũng đã thôi các bạn nữa. Em còn chưa ngủ rồi à. Ghế rồi. Cái gì nữa? Em mới gà cắt cái nhánh hồng tràng đẹp hết biết gì đó. Ở ngoài chồng thấy đẹp quá à. Mấy cái này mình dâm vô nhà cái mình để trong phòng cũng đẹp nữa anh. Phòng làm gì? Ừ? Phòng làm gì dâm nó sống không mà dâm? Sao anh thấy lần trước anh dâm con sống mà giờ anh dâm chắc cũng sống rồi chứ gì? Không, cái này dâm dâm nó sống không? Sống. Dạ cái mình, em hút bắt mình bỏ vô thôi. Chúng ta bỏ vô rồi sống rồi, tưới nước rồi sống mình được. Vậy mình tưới nước rồi hả? Đúng rồi. Ừ, mổ quá ha. Cái gì tính ra cũng dễ ha. Có đâu có thì nó dễ mà. Nhiều đất dữ à. Thật rồi. Ủa được rồi. Chết. Ủa được rồi. Chết. Em nghe trên mạng nói là đất là ăn tốt cho sức khỏe. Chứ là khùng hơn gì ăn đất trời. Cũng ngon lắm. Bùi bùi, làm giá làm giá. Chế xuất đất thêm á. Chứ có đầy nha. Bùi đó mà. Ừ anh ăn thử không? Ừ anh ăn thử không? Mẹ ấm đi. Sao vậy? Ngon mà. Em mới nghe trên mạng nói là ăn đất rồi tốt khỏe nữa. Trời ơi, nó thích ăn nè, đây nè, có cây, có cây nè. Nó ngon mà ta ăn.
Ngon. Khủng cái gì ăn đắt hết trời. Ngon. Nó thích ăn hả? Trái cây này ăn ngán rồi, ăn thử miếng đất đi. Nó ăn rồi nó đi. Đừng có đi mình thương cái. Thiệt, ăn đi anh. Ngon lắm. Em tính đâu người ta trên mạng nó chơi mà nó thiệt, những món ngon thiệt. Đắt người ta đắt khác chứ, đắt này không hả? Đắt người ta là đắt non ở dưới kia kìa, người ta bảo sâu chứ mà mới ăn được. Thì này mình cũng đắt cát mà, ăn không có sao đâu. Đắt ở này cát chứ ba gì, cút phân thì đập lum hết trơn rồi. Cái này cũng ăn. Cũng sao đắt mà ăn vậy? Em mốt đắt cái cây đó mà, chứ không có gì đâu. Ngon lắm. Ba cái cát chứ ba nước chơi đây người. Anh không nghe ngày xưa người ta nói là cặp đất mà ăn hả? Thì giờ em hết tiền rồi, giờ ông má mình lấy đất này mình ăn cũng ngon nè. Có sao đâu, đổi đúng tiền, ăn hưởng miếng em nè. Ờ, bạn mình nên rồi, ăn mình nên rồi, ăn gì là đổi đúng tiền thiệt đó. Ngày nào cũng ăn đắt gì đổi đúng tiền á. Trời ăn có bị bệnh không, ông nội khùng hả? Ông ăn rồi hả? Đắt mà ăn khùng hả? Ngon muốn chết, không ăn rồi. Ăn rồi. Đắt khùng thì ăn vậy, chết cuộc luôn á. Muốn mà. Đắt ăn. Bùi bùi. Béo. Cái gì đó, phân người ta để trong đất ăn đất điên gì trời. Dư chứ để làm gì giờ, dư cái trồng cây dư thì ăn chứ để làm gì. Đất mà cũng ăn nữa. Hết thuốc chữa rồi mọi không nổi lại làm miếng à. Chứ ông ăn ba này kia ông cử biết ông không biết mùi gì, ăn thử mùi đất thì nó ngon. Muốn đất sớm thì thử mùi đất. Thử mùi đất trước hả? Không, xuống đất cái đậu của ông. Chứ giờ tự nhiên giờ ăn đất, ông nội có ai sống mà ta ăn đất không? Viên vừa mà em ăn hả? Bà sắp mới đi xuống dưới cái gì đó, bà ăn bơi chút buộc không kịp luôn bây giờ. Đứa mới là viện mà vô viện không được. Đúng rồi. Thôi ăn cái gì tôi mất kịp đi, ông nội đi cùng gì phải không? Đất ăn. Có gì ăn không? Thơm nữa. Sắp đi hay gì thơm. Ngon thơm thiệt, ông ăn thử miếng này làm. Nè tôi bắt thử miếng đất ra mà. Cùng đi nhiều hải lắm rồi hả? Ngon. Khủng quá trời, khùng là lấy cái nước xúc miệng với ông nội. Ông ăn uống gì thấy gớm quá trời. Giết cái nó bị khùng gì rồi. Coi trên mạng giết khùng gì á. Đúng vậy. Nè xúc miệng nhìn tôi nhé. Trên mạng là, hồi bình thường ông cũng học trên mạng là những đi, điều tốt không à. Đi xúc miệng với tay đi. Cái gì trời, ngon chết vậy. Mày ăn thử miếng đi. Rất mà ăn trời nha. Ăn đi, ngon, ăn thử đi. Bùi bùi, tả đó. Điên quá mày, nhăn quá mày. Mình hết thứ ăn gì trên đời thế này, không có gì ăn rồi. Trái cây nhất thì ăn cơm nữa, cơm nhăn. Ăn cơm gì đó, ăn cơm gì. Chứ tự nhiên rồi hết đồ ăn xong đó. Ăn đất đi. Thôi. Trời trời, đất thơm, ngon. Cứt cho không ăn đi. Cứt không cứt. Phân là cái gì? Phân là để cho cây hấp thụ được thì mình cũng hấp thụ được thôi. Đúng không? Cái gì chim ăn được thì mình cũng ăn được. Phân chim á. Phân chim có ăn chưa? Ăn phân rồi hả? Nè ăn phân. Cái đó tôi chưa thấy, nhưng mà cái cây này nó hấp thụ chất dinh dưỡng được thì mình ăn vô mình cũng hấp thụ chất dinh dưỡng được. Cái này miếng đi. Ăn cái thứ gì ngộ nghĩnh thì chứ, coi trên mạng thì biết khùng hay gì á. Cái mẹ gì thì sỏi đá không nhà thử đi, nó rụm đá lắm. Nó giống như vậy, vột tạc. Rắc người ta mua là rắc màu xám kìa, rắc cái màu xám xịt hả, cái màu... Cái này màu đen cũng là đất nè. Ăn được nè. Đen là đất, rắc không phải đất trên mặt, đất này lên rắc ba cái này... Tốt lắm, cái này phân kia người ta dọn, cái chuyện phân dơi hơn gì, bà ăn vô rồi trúng thịt mà chết rồi bữa. Đúng rồi, nãy giờ tôi ăn có mấy muỗng rồi, có sao đâu. Hầu tôi điện cấp cứu thì kịp nè, số mấy là một năm một mấy. Tôi lao quá à nè, ăn thử ăn một bình đi nó. Trời. Ăn thử một miếng ngon quá. Thôi. Nè, mày sao vậy? Bắt mà ăn. Không được, tôi không tin là tôi ăn thử không. Ngon. Ăn thử mấy em. Nè. Thử thử gì thơm mà, đất thơm. Thơm ông nội sô-cô-la mà. Cho anh nữa hả? Sô-cô-la đâu, đất. Trời. Nè. Cho anh nữa.
ngon, rất ngon vậy mà không biết những gì chứ. Bánh cá gì mà sô cô la mà hèn dễ nghe, thơm thơm mùi gì thơm thơm bút bút bút. Mùi đất cộng với mùi gì trời, sô cô la đâu? Là rảnh là trời ha. Nè. Để sô cô la trồng bông mà. Đó. Đó. Nghe như tiền cái chợ mà sô cô la gì đó. Chị nhét gan không dám ăn trời, đất ngon chết rồi nhét trời không dám ăn mặt gì nhét đi. Con nó hay giờ sao? Chị cho anh đâu, chị kêu ăn thử mùi những cái đất mà ông không chịu, ông không chết chứ. Anh cho anh đặt máy quay đâu, mà cho anh rồi đúng đâu rồi đó. Trời đâu, đây hả? Sao mà giấu túi. Kìa, kìa nãy giờ ông đâu để ý đâu, không lo dòm túi không à. Chứ ai dòm trong đâu, rảnh quá trời đi hết hả? Rất ngon mà ông chưa ăn rồi. Nếu mà đừng nhét gan thì đâu có dám thử bán này đâu. Mặc gì mà nhét trời. À, tự nhiên chưa ta ăn đắt. Nhét chuyện ăn gì ăn đắt. Con cậu là ngon hả? Thơm. Ôi thơm. À, không nghĩ mà em nghĩ được cái chi trò luôn hả? Ăn đắt luôn hả? Trời. Bữa đó giờ anh chưa ăn đắt hả nè. Cái này cục sỏi đá nè. Cũng thử miếng cục sỏi không? Nè. Tính nào kia vậy đây để biết gì ai ngại coi mình nữa. Ngon. Vậy kêu dám tôi kêu tôi xúc miệng hả? Ăn ngon gì mà xúc miệng vậy? Ờ dễ lắm rồi đó đi rồi. Nè quên quên, ực vô nhé rồi bao đời nè. Bữa nay cho anh cậu hành con nha bạn. Nhờ một cái cây, cái nhũ đống đất nhỏ thôi. Mình cho anh cậu nhét quá, không biết ăn. Sợ. Sợ mùi đất gì vậy? Sợ dám sợ, nhát mà. À, mấy bạn nào thấy video này hay thì nhớ like cho mình nha. Ăn phải miếng đất không mấy bạn. Ngon ghê dễ sợ. Ồ. Tuyệt vời. Cái clip này hay nhớ like cho mình nha. Bạn nào chưa đăng ký thì nhớ đăng ký cho mình đó. Ngon tuyệt vời. Tạm biệt các bạn nha. Bye bye.